Dạ vâng, em chào các bạn. Nay em sẽ thanh lý một cặp vỏ loa hàng bãi của Nhật. Như trong video đây, đây là một cặp loa Ramsa. Nó có cấu hình là hai bát 20 và hai loa chép. Tí xíu em sẽ tháo cái căng ra và ngay bây giờ em sẽ quay xung quanh cho anh em xem một cặp vỏ này. Đây là cặp vỏ loa cây nha, cũng là một cặp vỏ chuyên hát karaoke. Về các bác có thể gắn loa bát vô để hát karaoke nha. Đấy, vỏ đây. Còn cái căn nó cũng rất là đẹp này, vì những cái vết này là em vừa mới lau nha, đây là những vết nước để em vừa mới lau. Đấy, căn nó đẹp nha, không có rách gì hết, thùng nó cũng không bể nở luôn. Đấy, những cái này là những vết băng keo này, bên keo này là bên Nhật họ dán vô nha. Đấy, họ dán vô này về anh em có thể tự lột ra được. Đấy, tự lột ra nha. Đấy, những vết băng keo họ dán vô để cho những cái góc cạnh này nó khỏi bị chày, nó khỏi bị bể nở đấy các bác. Đấy, vậy mình tự lột ra được. Còn mặt sau của nó đây, đây là tem này, và bên đây cũng vậy, tem đây toàn là chữ Nhật nha. Đây, trong xe model là WS32 84 và 60W. Về mình gắn những cái loại loa bass 20 chuyên hát karaoke đấy, cũng như là những cái dòng loa bãi của Trung Quốc đấy mà bass 20 thì các bác có thể gắn vào hát karaoke rất là ngon nha. Đấy, giá cũng rất là dễ chịu thôi, hầu như là bác nào cũng mua được. Đấy, và em sẽ tháo cái e căng ra nha, e căng cho anh em xem luôn này. Đây, em tháo e căng ra rồi và nó là hai bát 20 và hai loa chép nha. Đây này, nó còn cả dây điện cũng như là bông tiêu âm, bông lót các kiểu còn đầy đủ này, nó chỉ không có loa thôi. Đấy, phân tầng của nó này, còn cả phân tầng luôn nha. Phân tầng của nó thì cũng đơn giản, nó chỉ cần nó chép thôi, còn bát thì đốt trực tiếp đó. Anh em thấy là bông lót của nó rất rất là nhiều này, hai loa chép và hai loa bát, bên đây cũng vậy, còn đầy đủ hết nha. Thùng này cũng tương đối là còn khá mới, cũng như là những cái độ chất gỗ của nó không có bị nở nha, không có dấu hiệu nở cũng như là bị mục. Về anh em chỉ việc mua bát về gắn vô thôi, bởi vì nó có dây hết rồi, cũng như là có phân tầng của cản chép hết rồi. Mà về mình gắn vô mình hát karaoke thôi nha. Đấy, giá là 1 triệu đồng em thanh lý cho cái bát, cái cặp loa này luôn. E căng đầy đủ này, đó, anh em thấy e căng không? Còn đầy đủ nha. Vì cặp loa nó hơi cao nên cái độ quay phim nó không có lấy hết được từ trên xuống dưới nha. Đấy, em sẽ quay xe ra này. Đó, giá 1 triệu đồng nha. Bác nào mua thì liên hệ cho em ạ.